Xin chào các bạn. Trong bài hôm nay mình sẽ hướng dẫn cho các bạn móc một cái mẫu nón lưỡi trai cho bé xinh xắn như thế này. Thì đối với mẫu này các bạn cũng có thể tăng giảm size cho cả người lớn lẫn trẻ nhỏ hoặc mình cũng có thể thay đổi màu tùy thích. Ở mặt trước thì mình có thể thêm tên ở phía trước ha, để cho phần thân nón của mình nó có điểm nhấn hơn nè. Cách móc tên này mình cũng đã hướng dẫn ở bài trước rồi ha, mình có để link ở dưới phần mô tả. Thì mẫu nón này ở bài trước mình đã hướng dẫn cho các bạn rồi, nhưng nhiều bạn không hiểu về cách tăng size cũng như là cách tăng size ở cái phần vành nón nên hôm nay mình sẽ hướng dẫn cụ thể luôn ha từ phần thân cho đến phần vành nón đầu tiên thì cần tạo cho mình một vòng tròn móc và kéo lên qua vòng tròn giữ nguyên vị trí này móc lên một mũi móc xích sau đó móc vào vòng tròn ta vừa tạo là 6 mũi móc đơn ha móc đơn đầu tiên mũi móc đơn thứ hai ở đây mình dùng len miêu Cotton 125g và kim 3,5mm để móc nha mũi móc đơn thứ sáu nè sau khi hoàn tất cho mình được 6 mũi móc đơn vào vòng tròn đầu tiên rồi ta nắm sợi len ngắn gút lại cho vòng tròn nhỏ lại sau đó di chuyển kim đến chân của mũi móc đơn đầu tiên móc vào đây cho mình một mũi dời lưu ý khi kết thúc mũi dời thì kéo dài sợi len và nghiêng về hướng tay cầm kim móc sau đó gút thật mạnh lại cho cái mũi dời của mình nhỏ lại và kéo cho cái đầu kim sát với sợi len móc lên một mũi móc xích Vòng đầu tiên của mình hoàn tất có 6 mũi móc đơn sẽ tạo ra 6 chân cho vòng thứ hai ha. Vòng thứ hai các bạn sẽ móc cho mình vào 6 chân đó, mỗi chân là mũi tăng. Mũi tăng tức là hai mũi móc đơn móc vào cùng chân móc. Chân đầu tiên sẽ là chân mình vừa móc mũi giờ kết thúc vòng đầu nè. Móc vào đó cho mình mũi tăng ha. Hai mũi móc đơn vào cùng chân móc nè. Móc đơn đầu tiên và mũi móc đơn thứ hai. Các bạn sẽ làm tương tự cho mình cho năm chân còn lại ha. Chân thứ hai cũng móc mũi tăng nè. Chân thứ ba tương tự, hai mũi móc đơn vào cùng chân móc. Chân thứ tư cũng móc cho mình mũi tăng ha. Chân thứ năm tương tự nè, móc mũi tăng. Và chân thứ sáu là chân cuối cùng cũng móc cho mình mũi tăng. Sau khi móc đến cuối vòng thì ta sẽ tạo ra được tổng cộng là 12 mũi móc đơn cho vòng móc này. Kết thúc đâm kim vào chân của mũi móc đơn đầu tiên, móc một mũi dời. Nhớ khi kết thúc vòng ha, kéo dài cái mũi móc lên, nghiêng về hướng tay cầm kim móc và guốc lại, sau đó kéo lại cho đầu kim sát với sợi len. Từ hàng móc tiếp theo mình sẽ móc mũi kép đơn nên các bạn móc lên cho mình hai mũi móc xích ha. Hàng móc thứ hai, mũi móc đơn thứ hai là mình có được 12 mũi móc đơn nè, nó sẽ tạo ra 12 chân cho vòng kế tiếp. Vòng kế tiếp các bạn sẽ móc cho mình mũi kép đơn cho đến hết cái phần thân nón luôn. Thì 12 chân móc của 12 mũi móc đơn đó các bạn sẽ móc cho mình mũi kép đơn tăng ha. Tức là hai mũi kép đơn móc vào cùng chân móc. Chân đầu tiên cũng là chân mình vừa móc mũi giờ kết thúc cái vòng phía trên nè. Móc vào đó cho mình mũi kép đơn tăng ha. Kép đơn đầu tiên nè. Và mũi kép đơn thứ hai vào cùng chân móc. Ta sẽ có được mũi kép đơn tăng đầu tiên. Móc tương tự cho đến cuối vòng ha. Chân thứ hai cũng móc cho mình kép đơn tăng nè. Chân thứ ba tương tự ha. Mũi kép đơn tăng. Sau khi móc đến cuối vòng thì mình sẽ tạo ra được tổng cộng là 24 mũi kép đơn cho vòng móc này. Kết thúc đâm kim vào chân của mũi kép đơn đầu tiên, móc một mũi dời. Cứ nhớ cho mình mỗi lần kết thúc thì guốc lại cho cái mũi giờ nhỏ lại ha, sau đó móc lên hai mũi móc xích. Hàng mình vừa móc nó sẽ tạo ra được 24 chân cho hàng kế tiếp. Hàng kế tiếp các bạn sẽ móc cho mình theo công thức. Chân đầu tiên ta sẽ móc một mũi kép đơn vào chân đầu tiên. Được mũi kép đơn vào chân đầu tiên thì chân thứ hai sẽ móc hai mũi kép đơn cùng chân móc. Như vậy là ta sẽ có được cụm móc như thế này ha. Một kép đơn sau đó là hai kép đơn cùng chân móc. Móc tương tự cụm này cho các chân móc còn lại cho đến cuối vòng thì khi kết thúc vòng này mình sẽ tạo ra được tổng cộng là 12 cụm móc nha, tăng lên được 12 mũi. Một kép đơn nè. Sau đó sẽ là hai kép đơn cùng chân móc. Các bạn sẽ móc tương tự cho đến cuối vòng, nhưng mà để ý cho mình ở cái phần thân nó mà mình hoàn tất nè, nó sẽ tạo cho mình sáu cái đường gân. Đây, cái đường gân như thế này ha, nó sẽ tạo ra sáu đường. Thì mỗi vòng móc của mình tăng 12 mũi, mình sẽ cách cụm ha, một cụm mình sẽ móc bình thường còn một cụm mình sẽ tạo những cái đường gân như thế này. Đây, mình sẽ có 6 đường gân cho cái phần thân nón nè. Thì khi các bạn móc cho mình cái cụm lẻ là cái cụm đầu tiên, một kép đơn sau đó là mũi tăng ở cụm lẻ thì mình móc bình thường. Còn cụm thứ hai là cụm chẵn thì cụm chẵn các bạn sẽ thay thế cho mình cái mũi kép đơn tăng đây nè. Mình sẽ móc một mũi vào chân móc và một mũi thì mình sẽ tạo cái đường gân ha. Các bạn sẽ tháo cho mình cái mũi thứ hai ra. Được một mũi vào chân móc thì một mũi kế tiếp ta sẽ không móc vào chân móc Mà các bạn sẽ móc cho mình vào cái thân của cái chân móc đó Đây ta lấy len nè Đây là chân móc của mũi đó ha Thì mình sẽ đưa kim đẩy cái thân chân móc này lên trên kim nè Đây là chân móc của nó ha đây một mũi thì mình móc vào chân móc còn cái mũi thứ hai các bạn sẽ đưa cho mình cái thân chân móc đó lên trên kim móc vào đây mũi kép đơn như vậy là ta sẽ có được cụm móc thứ hai ha, và cụm móc thứ hai là cụm số chẵn, nó sẽ tạo ra được cái đường gân như thế này. Các bạn sẽ móc tương tự cho mình cho đến cuối vòng ha. Cụm lẻ thì mình sẽ móc bình thường, còn cụm chẵn thì mình sẽ tạo đường gân. Thì tiếp tục nè, cụm thứ ba sẽ là cụm lẻ ha, thì móc bình thường một kép đơn, sau đó sẽ là kép đơn tăng. Ta sẽ có được cụm thứ ba nè. Cụm thứ tư là cụm số chẵn ha cộng số chẳng thì các bạn sẽ tạo cho mình đường gân ta cũng móc như cái cộng thứ hai nè một kép đơn sau đó là hai kép đơn hai kép đơn mũi tăng ha và cái mũi tăng này một mũi ta móc vào chân móc và một mũi thì mình sẽ móc vào cái thân của cái chân móc mà mình vừa móc đây là chân móc ha thì cái thân nó là nằm đây đưa cho mình cái thân này lên trên kim sau đó móc vào đây mũi kép đơn thì ta sẽ có được một cái đường gân ha các bạn sẽ móc tương tự cho mình cho đến cuối vòng. Sau khi móc đến cuối vòng thì mình sẽ tạo ra được tổng cộng là 6 cái đường gân ở 6 cái cụm là số chẵn nè. Đây cụm số lẻ thì mình móc bình thường còn cụm số chẵn sẽ là đường gân ha. Kết thúc thì đâm kim vào chân đầu tiên móc một mũi dời, guốc lại và móc lên hai mũi móc xích. Tiếp tục đến hàng móc kế tiếp nè, thì các bạn sẽ dựa cho mình hàng mà mình vừa móc hàng mình vừa móc có cái cụm móc là một kép đơn sau đó là hai kép đơn cùng chân móc thì hàng kế tiếp các bạn sẽ tăng cho mình tịnh tiến số mũi kép đơn lẻ này đây cái mũi á, mình móc một chân á, là một mũi ha còn cái mũi này là mũi tăng nè thì các bạn sẽ tăng tịnh tiến cho mình cái mũi này ở đây của mình một kép đơn sau đó là mũi tăng thì bây giờ tăng cho mình là hai kép đơn mỗi chân ha đây chân đầu tiên móc một kép đơn nè và chân thứ hai móc một kép đơn Ta sẽ có được hai kép đơn mỗi chân ha, tăng hơn so với vòng bên trên một mũi rồi. Thì chân kế tiếp móc cho mình mũi tăng. Mũi tăng tức là hai mũi kép đơn vào cùng chân móc nè. Thì như vậy là mình sẽ có được cụm móc như thế này ha. Hai kép đơn mỗi chân sau đó là mũi tăng. Các bạn tiếp tục móc tương tự cụm này cho mình cho các chân móc còn lại cho đến hết vòng thì ta sẽ tạo ra được tổng cộng là 12 cụm móc như thế này. Và cũng tương tự như hàng bên trên, cái cụm số lẻ mình móc bình thường, cụm số chẵn các bạn sẽ móc cho mình đường gân ha. Thì cái cụm móc đường gân các bạn sẽ móc cho mình nè, cũng là hai mũi kép đơn mỗi chân. Khi có được hai mũi kép đơn mỗi chân rồi, theo như công thức thì chân kế tiếp mình sẽ móc hai mũi kép đơn vào cùng chân móc nè. Ta sẽ có được cụm thứ hai ha. Nhưng mà ở cái hàng móc bên trên cái cụm số chẵn mình tạo đường gân ha, cho nên khi tạo đường gân các bạn sẽ tháo cho mình cái mũi cuối cùng, tức là cái mũi thứ hai của hai mũi cùng chân này ra. Một mũi mình sẽ móc vào chân móc. Còn một mũi thì mình sẽ kéo dài cái đường gân ở phía trên lên ha. Các bạn sẽ tháo cho mình một mũi thứ hai ra nè. Đây, cái mũi tăng này một mũi mình đã móc vào chân móc rồi. Mũi thứ hai các bạn sẽ đưa cho mình kim đẩy cái thân chân móc của cái mũi đường gân đó lên trên kim nè. Mình sẽ móc vào đây mũi kép đơn ha. Thì như vậy là cái đường gân của mình nó sẽ được nối dài ra hơn nè và ta sẽ có được cụm số chẳng. Cụm này mình tạo đường gân ha các bạn tiếp tục móc tương tự cho mình cho đến cuối vòng cụm số lẻ thì mình móc bình thường hai mũi kép đơn mỗi chân nè khi có được hai kép đơn mỗi chân rồi chân kế tiếp sẽ móc kép đơn tăng ha đây ta có được cụm thứ ba là cụm số lẻ nè thì móc bình thường đến cụm thứ tư là cụm số chẵn thì mình sẽ tạo đường gân ha cũng móc cho mình hai kép đơn mỗi chân nè mũi đầu tiên mũi thứ hai sau đó sẽ là mũi tăng ha chân này là mũi tăng nè một mũi móc vào chân móc và một mũi thì mình móc vào cái thân của cái mũi đường gân bên trên. Đẩy thân nó lên trên kim nè, móc vào đây mũi kép đơn. Ta sẽ có được cụm thứ tư ha. Móc tương tự cho mình cho đến hết vòng. Sau khi đã móc cho mình được đến cuối vòng thì sáu cái đường gân mà mình tạo ra nó cũng được nối dài hơn. Cụm số chẵn thì cũng tạo đường gân, còn cụm số lẻ thì móc bình thường ha tiếp tục kết thúc vòng nè sau đó móc lên hai mũi móc xích hàng kế tiếp thì cũng làm tương tự như hàng bên trên tức là mình dựa vào hàng bên trên và tăng tịnh tiến số mũi kép đơn lẻ hàng này của mình là hai mũi kép đơn lẻ thì bây giờ tăng tịnh tiến lên các bạn sẽ có 3 mũi kép đơn ha kép đơn đầu tiên nè kép đơn thứ hai và mũi kép đơn thứ ba khi có được 3 mũi kép đơn mỗi chân ta tăng hơn so với vòng bên trên một mũi thì chân kế tiếp các bạn sẽ móc cho mình là mũi tăng ha. Hai mũi kép đơn vào cùng chân móc nè. Ta sẽ có được cụm móc đầu tiên. Các bạn sẽ tiếp tục làm tương tự cụm này cho các chân móc còn lại cho đến cuối vòng thì khi kết thúc vòng mình cũng tạo ra được tổng cộng là 12 cụm móc. Và lưu ý ở cái cụm này là cụm số lẻ mình móc bình thường theo công thức, còn cụm số chẵn thì mình sẽ tạo đường gân ha. Ta cũng có ba mũi kép đơn mỗi chân. Mũi đầu tiên, mũi thứ hai, mũi thứ ba khi có được 3 mũi mỗi chân thì chân kế tiếp móc cho mình mũi tăng mũi tăng thì một mũi ta móc vào chân móc đây là cái đường gân nè thì cái chân móc của đường gân đó móc một kép đơn đầu tiên kép đơn thứ hai thì mình sẽ móc cái đường gân này ha đẩy thân chân móc lên kim và móc vào mũi kép đơn ta sẽ có được cụm thứ hai tạo đường gân nè móc tương tự cho mình xen kẽ các cái cụm này cho đến cuối vòng sau đó mình sẽ móc thêm nhiều hàng móc tương tự như vậy nữa các hàng móc kế tiếp thì các bạn cũng dựa cho mình vào hàng mình vừa móc. Mình sẽ tăng tịnh tiến cái số mũi kép đơn lên ha. Ở đây là 3 mũi kép đơn mỗi chân nè, sau đó là mũi tăng. Thì hàng kế tiếp tiếp tục tăng lên là 4 mũi, 5 mũi, 6 mũi và xen kẽ sẽ là mũi tăng ha. Cứ móc xen kẽ cho mình thêm nhiều hàng móc như vậy nữa. Cụm số lẻ thì mình móc bình thường, còn cụm số chẵn thì mình sẽ tạo cái đường gân dài ra hơn. Các bạn sẽ móc cho mình cho đến khi ta đạt được cái độ rộng của cái phần thân nón ước chân nha. Đây là cái điểm mà các bạn cần tăng size đầu tiên nè. Để ý cho mình ở mỗi vòng móc mình sẽ có được 12 cụm móc cho mỗi vòng ha. Ta tăng lên được 12 mũi dần dần cho mỗi vòng. Thì khi các bạn móc cho mình thêm nhiều vòng móc, ta cảm thấy cái độ rộng này nó vừa đủ với cái vòng đầu rồi nè. Các bạn sẽ xác định cho mình số đo vòng đầu ở xa các bạn cần móc là bao nhiêu. Sau đó mình tăng thêm nhiều hàng móc và các bạn khi mà cảm thấy nó có cái độ to vừa phải rồi, mình sẽ sử dụng thước dây để mình đo. Đo từ cái mũi mà mình vừa kết thúc đây ha. Do chất len của mình nó có độ co giãn cho nên khi đo các bạn nhớ đo ước chừng chứ đừng có kéo căng quá cái đường móc của mình ra nha, để vừa phải thôi. Sau đó mình sẽ đo hết cái vòng mà mình vừa tạo này. Sau khi đã có được kích thước mà mình vừa đo được ở cái vòng cuối cùng nè, tầm khoảng 42 cm cho vòng cuối cùng này ha. Các bạn sẽ so sánh với cái số đo vòng đầu ở size các bạn cần móc là bao nhiêu. Mình sẽ lấy ví dụ size của mình cần móc là khoảng tầm 44 đến 45 cm, nhưng kích thước mình vừa đo ở cái vòng này chỉ được 42 cm thôi, thì vòng kế tiếp các bạn tiếp tục tăng mũi cho mình ha. Để ý ở mỗi vòng móc bên trên, cứ mỗi vòng mình sẽ tăng lên 12 mũi. Nếu như vòng móc kế tiếp mà mình cứ tăng thêm 12 mũi thì cái vòng tròn nó sẽ to hơn so với cái kích thước mà mình cần. Các bạn sẽ dùng thước dây và mình đo 12 cái mũi mà mình tăng đó xem được bao nhiêu cm ha. Thì đối với size này của mình, 12 mũi nó sẽ tương đương tầm khoảng 6 cm nè. Thì nếu như vòng móc kế tiếp mà các bạn cứ tăng thêm 12 mũi thì mình sẽ tăng thêm 6 cm nữa. Tức là cái vòng đó của mình 42 mũi tăng thêm 6 là khoảng tầm 48. Nó sẽ to hơn so với cái kích thước mà mình cần ha. Thì nếu như mà các bạn tăng cho mình chỉ cần 2 cho đến 2,5 cm thôi á thì các bạn sẽ đo cho mình coi 2 cho đến 2,5 cm của mình á nó tầm bao nhiêu mũi móc. Thì ở đây của mình đo nè, khoảng tầm 2 cho đến 2,5 cm nó sẽ tương đương tầm khoảng 4 đến 5 mũi ha thì cái vòng móc kế tiếp các bạn chỉ cần tăng cho mình khoảng tầm 4 cho đến 5 mũi thôi. Và cách tăng nè, mình sẽ không có áp dụng theo công thức tăng tịnh tiến số mũi kép đơn lẻ nữa. Các bạn sẽ chọn cho mình 4 điểm bất kỳ để mình tăng ha. Thì ở đây ví dụ như mình không tăng nè, không tăng thì các bạn cứ móc đều, mỗi chân làm một mũi kép đơn ha, mình sẽ không theo công thức nữa. Cứ móc cho mình mỗi chân làm một mũi kép đơn, khi mà mình móc đều không tăng ở cái cụm mà mình tạo cái đường gân này nè thì thay vì cái mũi tăng á là mình móc vào chân móc và móc vào thân đó. Còn lúc này mình không tăng nữa, các bạn sẽ móc vào thân chứ không móc vào chân móc nha. Ta sẽ không móc vào chân móc mà mình chỉ cần móc vào cái thân đó mũi kép thôi. Để ta tạo được cái mũi mặt nó dài cái đường gân của mình ra hơn nè. Mình sẽ chọn 4 điểm ha. Các bạn có thể chọn với mình 4 điểm bất kỳ để mình tăng nè khi chọn được một điểm để mình tăng rồi thì cái chân móc mà mình cần tăng đó các bạn sẽ móc cho mình vào đó là hai mũi kép đơn cùng chân móc ha như vậy là mình có được điểm tăng đầu tiên nè đối với những bạn nào mà chỉ cần tăng hai mũi thôi thì các bạn có thể chọn thêm cho mình một điểm đối diện ha còn tăng ba mũi thì mình sẽ tăng thành hình tam giác như thế này tăng bốn mũi thì chọn bốn góc nó đều nhau hoặc là tăng năm mũi hay nhiều mũi hơn thì các bạn cứ chia đều cho mình ra ha làm sao cho cái vòng tròn của mình nó được cân bằng hơn là được thì khi kết thúc cái vòng móc tăng cuối cùng ở đây mình sẽ chọn được bốn điểm để tăng nè đây là điểm tăng đầu tiên ha các chân còn lại mỗi chân móc đều nè một mũi kép đơn đây sẽ là điểm tăng thứ hai nè tiếp tục ha điểm tăng thứ ba đây ha và điểm tăng thứ tư nè là chân cuối cùng nè mình đã chọn được bốn cái chân móc để mình tăng cho nó đều cái vòng tròn mà mình tăng cuối cùng rồi thì lúc này khi mà mình đo lại cái vòng mà mình đang có ở đây kích thước ban đầu mình đo ở cái vòng phía trên là 42 cm. Thì khi các bạn đo được 42 cm nó sẽ còn chừa lại bốn cái mũi móc nè. 4 mũi móc đó là 4 mũi móc mình tăng ha. Ta cầm khoảng 2 cho đến 2,5 cm. Thì lúc này cái vòng tròn cuối cùng của mình, vòng tròn tăng cuối cùng nó đã đạt được kích thước mà mình cần ở sai các bạn cần móc rồi. Đối với những bạn nào mà tăng size nhiều hơn thì cứ tăng tương tự như vậy cho mình ha. Hoặc là khi mà làm có điểm nào không hiểu thì có thể để lại bình luận bên dưới để mình giải đáp thắc mắc khúc này nha đây sẽ là cái điểm mà cần tăng size cho cái phần thân nón của mình nè. Sau khi đã có được cái kích thước của vòng cuối cùng rồi, thì bây giờ mình sẽ móc cái phần thân nón đi xuống. Đến vòng móc kế tiếp thì cũng đơn giản thôi ha, các bạn cứ móc đều cho mình mỗi chân là một mũi kép đơn và nó sẽ không còn cái chân móc nào có hai mũi kép cùng chân móc nữa nha. Ta cứ móc đều mỗi chân là một mũi kép đơn cho đến cuối vòng. Những hàng móc đều thì đối với cái hàng mà tạo đường gân á, những cái chân móc mà tạo đường gân Bên trên á mình tăng mũi là mình móc vào chân móc và cả cái thân chân móc luôn. Nhưng mà lúc này mình không tăng mũi nên các bạn sẽ không móc vào chân móc mà mình chỉ móc vào cái thân đó thôi ha. Móc cho mình vào đó mũi kép đơn để mình tạo mũi ngoặt, làm cho cái đường gân của mình nó dài hơn. Móc tương tự cho mình cho đến cuối vòng, sau đó móc thêm nhiều hàng móc tương tự như vậy nữa cho đến khi ta gặp đôi cái phần thân nón lại nè. Móc thêm nhiều hàng cho đến khi mình đạt được chiều cao từ phần đỉnh nón đến cái hàng mà mình móc cuối cùng nó bằng chiều cao từ đỉnh đầu đến phần tai ha. Kích thước này mình có để ở phần mô tả. Các bạn có thể nhấp vào phần mô tả sau đó mình làm theo kích thước phù hợp. Sau khi đã móc cho mình thêm nhiều hàng móc thì lúc này cái chiều cao của phần thân nón đã đạt được cái chiều cao mà các bạn cần rồi ha. Đây sẽ là cái điểm mà mình cần canh size thứ hai nè. Khi mà mình gặp cái phần thân nón lại, nó đã có được cái chiều cao bằng từ đỉnh đầu cho đến cái phần tay rồi ha. Trước khi móc lên cái phần vành nón thì các bạn sẽ kết thúc cho mình bằng một hàng mũi đơn hoặc là một hàng mũi nửa kép để giúp cho cái hàng móc của mình nó cố định lại, khi sử dụng lâu dài nó sẽ không có bị giãn nhiều ha. Bây giờ mình sẽ hướng dẫn cho các bạn móc phần vành nón phía ngoài. Những bạn nào mà thay màu thì có thể cắt len, còn không thay màu thì mình cứ giữ nguyên ha. Các bạn sẽ chọn cho mình cái đường gân nó nằm ở chính giữa của phần thân nón thì mình sẽ móc ở hai bên chia đều của cái phần này. Còn những bạn nào mà muốn cái đường gân nó nằm ở hai bên thì mình sẽ chọn ở chính giữa của cái khoảng này ha. Để móc nè. Hàng đầu tiên của phần vành nón nó sẽ có 8 mũi móc. 8 mũi này các bạn tính cho mình từ cái đường gân ở phía trên đi xuống. Đây, cái đường gân đây ha. 8 mũi chia đôi ra mỗi bên là được 4 mũi. Các bạn sẽ đếm ra cho mình là 4 mũi. Sau đó mình đâm kim vào cái chân thứ năm nhé. Đưa cho mình sợi len mà mình cần thay á ra phía sau. Kéo sợi len qua chân móc từ đây móc lên một mũi móc xích sau đó mình sẽ di chuyển kim đến các cái chân móc kế tiếp các bạn sẽ móc cho mình 8 mũi móc đơn vào 8 chân ha khi móc nhớ dấu len thừa để ta cắt len không phải dấu len nhiều nè móc đơn đầu tiên móc đơn thứ hai móc đơn thứ ba móc đơn thứ tư ở cái mũi móc đơn kế tiếp là cái mũi mà mình móc mũi dời kết thúc cái vòng của phần thân nón á đây là cái chân của mũi dời nè thì các bạn có thể đâm kim cho mình vào cái chân của mũi dời đó luôn mình móc cái mũi móc đơn thứ năm ha sau đó tiếp tục các chân kế tiếp mỗi chân cứ móc một mũi móc đơn ta có móc đơn thứ sáu móc đơn thứ bảy và mũi móc đơn thứ tám khi đã có được tám mũi móc đơn rồi đây sẽ là hàng móc đầu tiên của phần vành nón nè để không bị lạc mũi thì dùng kim đánh dấu đánh dấu vào cái chân của mũi móc đơn đầu tiên và tiếp tục dùng thêm một kim đánh dấu đánh dấu vào chân của mũi móc đơn cuối cùng là mũi móc đơn thứ 8 ha đây ta sẽ có được hai điểm đánh dấu chân đầu và chân cuối của hàng móc đầu tiên kết thúc vòng này thì các bạn đâm kim vào chân kế tiếp móc một mũi dời nhớ kéo dài sợi len và guốc lại cho mũi dời nhỏ lại ha ta kết thúc được hàng đầu tiên nè thì tiếp tục đến hàng thứ hai Lúc này mình đang móc ở mặt phải của sản phẩm, các bạn tiếp tục đâm kim cho mình vào chân kế bên ha. Đâm từ trên xuống dưới vào chân kế bên, móc một mũi giờ để mình bắt đầu hàng tiếp theo. Thì hàng này đang là ở mặt phải nè, thì ở với mặt phải các bạn sẽ quay cho mình theo ngược chiều kim đồng hồ ha. Đây, quay theo ngược chiều kim đồng hồ như thế này để mình bắt đầu hàng tiếp theo nè. Ở đây mình có 8 chân móc của hàng đầu tiên thì các bạn tháo cho mình cái mũi đầu tiên ra. Mình sẽ móc vào chân đầu tiên là hai mũi móc đơn cùng chân móc. Tức là mũi tăng ha. Để không bị lạc mũi thì tiếp tục đánh dấu cho mình vào cái chân của mũi móc đơn đầu tiên. Tiếp tục chân móc thứ hai của hàng này mình cũng móc mũi tăng nhé. Sau khi đã có được hai mũi tăng vào hai chân đầu tiên, bốn chân móc kế tiếp mỗi chân móc một mũi móc đơn. Ta có móc đơn đầu tiên nè. Móc đơn thứ hai móc đơn thứ ba và móc đơn thứ tư khi có được bốn mũi móc đơn vào bốn chân liên tiếp rồi nè thì còn lại hai chân móc cuối cùng hai chân này các bạn sẽ làm tương tự như hai chân đầu tiên tức mình sẽ móc mỗi chân là mũi tăng nè chân kế cuối móc mũi tăng sau đó tháo kim đánh dấu ở chân cuối cùng ra ha và chân cuối cùng này cũng móc cho mình mũi tăng là hai mũi móc đơn vào cùng chân móc nè dùng kim đánh dấu vào cái chân móc cuối cùng mà mình vừa móc được ta sẽ hoàn tất được hàng móc thứ hai ha thì đối với hàng móc thứ hai này mình đang móc ở mặt trái của sản phẩm thì khác với ở mặt phải khi các bạn kết thúc một hàng móc các bạn sẽ đưa kim cho mình từ dưới lên trên chứ không đâm kim từ trên xuống nữa mà mình luồn kim xuống phía dưới đâm kim từ dưới lên trên vào chân móc kế bên móc một buổi giờ để mình kết thúc cái vòng này ha móc vào đây cho mình một buổi giờ nè nhớ gút lại cho mũi dời nhỏ lại nha. Đây, đưa kim ra phía sau, đâm kim vào chân kế bên. Móc vào đây một mũi dời. Gút lại cho mũi dời nhỏ lại nè. Ta hoàn tất được hàng thứ hai. Tiếp tục đến hàng kế tiếp nè, thì đây là mặt trái của sản phẩm, các bạn sẽ đưa kim xuống phía dưới, đâm kim vào chân móc kế tiếp ha. Đâm từ dưới lên trên vào chân móc kế tiếp nè. Móc vào đó cho mình một mũi giờ để ta bắt đầu hàng tiếp theo Thì khi móc cái mũi giờ này nó hơi khó một tí ha Các bạn chỉ cần để ý mũi móc Sau đó mình kéo lên cho nó qua cái chân móc là được Đây là cái mặt trái của sản phẩm thì khi quay Các bạn sẽ quay cùng chiều kim đồng hồ ha Nó khác với cái mặt phải là mình quay ngược chiều Còn lúc này từ mặt trái ra thì mình sẽ quay cùng chiều Bây giờ mình sẽ móc hàng thứ ba nè Hàng thứ ba, hàng số lẻ là cái hàng mà mình đang móc ở mặt phải của phần thân nón. Thì cho tất cả các cái hàng móc tiếp theo nữa, các bạn cứ móc cho mình theo công thức như thế này. Chân đầu tiên móc mũi tăng. Đánh dấu vào chân đầu tiên. Các chân kế tiếp mỗi chân móc cho mình một mũi móc đơn. Thì đây là mặt phải của phần thân nón ha. Mỗi chân cứ móc một mũi móc đơn cho đến chân cuối cùng. Thì ở hàng này mình sẽ có tổng cộng là 10 mũi móc đơn vào 10 chân liên tiếp. Khi đã móc được 10 mũi móc đơn vào 10 chân rồi thì còn lại một chân móc cuối cùng, ở chân móc này các bạn sẽ móc cho mình là mũi tăng. Tháo kim đánh dấu ra ha, nó tương tự như cái chân đầu tiên, móc cho mình mũi tăng vào chân móc đó. Sau đó dùng kim đánh dấu lại vào cái chân cuối cùng của cái mũi này nhé. Ta hoàn tất được hàng thứ ba nè. Để kết thúc hàng này thì đây là mặt phải. Mặt phải thì mình sẽ đâm kim từ trên xuống dưới vào chân móc kế bên. Móc một mũi giờ để mình kết thúc vòng. Quốc lại cho mũi giờ nhỏ lại nè. Để bắt đầu hàng kế tiếp thì đâm kim vào chân kế tiếp, móc một mũi giờ. Quốc lại ha. Đây là mặt phải, mặt phải thì quay ngược chiều kim đồng hồ ha. Hàng móc kế tiếp, hàng móc thứ tư này mình đang móc ở mặt trái của sản phẩm nè. Thì đối với những cái hàng móc mà mình móc ở mặt trái thì các bạn sẽ thay đổi công thức cho mình ha. Các bạn sẽ tháo kim đánh dấu ở chân đầu tiên ra, móc cho mình vào chân đầu tiên mũi tăng. Mũi tăng vào chân đầu tiên ha. Đánh dấu lại vào cái chân đầu tiên nè, Chân thứ hai và chân thứ ba các bạn cũng móc cho mình mũi tăng. Chân thứ ba tương tự nè. Khi có được 3 mũi tăng liên tiếp vào 3 chân rồi, chân kế tiếp chân thứ tư móc một mũi móc đơn. Chân kế bên sẽ móc mũi tăng. Tiếp tục 4 chân móc kế tiếp mỗi chân móc một mũi móc đơn. Mũi thứ hai mũi thứ ba, mũi thứ tư đến chân móc kế tiếp thì các bạn sẽ làm ngược lại cho mình từ cái chân móc à, mũi tăng ở đây thì mình sẽ móc ngược lại tương tự giống như những cái mũi đầu tiên này ha. thì chân kế bên móc cho mình mũi tăng nè. kế tiếp là một mũi móc đơn. còn lại ba chân móc cuối cùng thì ba chân đó móc mỗi chân là một mũi tăng ha. mũi tăng đầu tiên nè, mũi tăng thứ hai và mũi tăng thứ ba sẽ nằm ở chân cuối cùng ta sẽ hoàn tất được hàng móc thứ tư ha đánh dấu lại vào cái chân cuối cùng của cái hàng móc này thì như vậy là cái phần vành nón của mình nó sẽ có cái độ xòe ra rồi nè để kết thúc vòng thì cũng để ý cái mặt mà mình đang móc là mặt trái nè thì kết thúc ở mặt trái ta đưa kim từ dưới lên trên vào chân móc nha vào chân móc kế bên móc một mũi dời để mình kết thúc hàng sau đó để móc tiếp hàng kế tiếp thì cũng đưa kim xuống phía dưới đâm từ dưới lên trên vào chân kế tiếp móc một mũi dời để mình bắt đầu hàng tiếp theo ha đưa kim xuống dưới nè đâm kim móc vào đây một mũi dời và guốc lại cho mũi dời nhỏ lại sau đó quay ngược đầu móc để móc tiếp hàng tiếp theo nè thì quay ngược đầu móc đây là mặt trái ha mặt trái thì mình sẽ quay cùng chiều kim đồng hồ những hàng móc mà đang móc ở mặt phải thì các bạn cứ làm theo công thức Chân đầu móc mũi tăng và chân cuối móc mũi tăng Các chân nằm chính giữa thì mỗi chân móc một mũi móc đơn ha Thì như vậy ở hàng nóc này của mình nè, mình sẽ có chân đầu tiên là mũi tăng 20 chân nằm chính giữa mỗi chân móc một mũi móc đơn và chân cuối cùng móc mũi tăng ha Các bạn sẽ móc cho mình cho đến hết hàng Thì khi móc đến cuối hàng nè, khi ta có 20 mũi móc đơn vào 20 chân rồi, đến chân cuối cùng thì giống như chân đầu tiên ha, móc vào đây mũi tăng. Ta hoàn tất được hàng móc thứ năm, đánh dấu vào chân cuối cùng. Để kết thúc hàng đây là mặt phải thì kết thúc hàng đâm kim từ trên xuống dưới vào chân kế bên ha, móc một mũi dời để kết thúc hàng và tiếp tục móc mũi dời vào chân kế tiếp để gây nên hàng tiếp theo. Đây là mặt phải thì khi quay hàng móc các bạn sẽ quay ngược chiều kim đồng hồ. Hàng móc kế tiếp hàng thứ sáu là hàng số chẵn cũng là hàng mà mình móc ở cái mặt trái của sản phẩm ha. Thì các bạn sẽ áp dụng cho mình công thức như sau. Chân đầu tiên sẽ móc mũi tăng. Được mũi tăng rồi thì đánh dấu vào cái chân đầu tiên á. Bốn chân móc kế tiếp mỗi chân móc một mũi móc đơn. Móc đơn đầu tiên, móc đơn thứ hai, móc đơn thứ ba, móc đơn thứ tư khi có được 4 mũi móc đơn rồi, chân kế tiếp móc mũi tăng. Được mũi tăng rồi, 12 chân kế tiếp móc mỗi chân là một mũi móc đơn. Mũi đầu tiên. Mũi thứ hai. Sau khi có được 12 mũi móc đơn vào 12 chân thì tiếp tục còn lại 6 chân ha. Thì các bạn làm ngược lại cho mình giống như từ cái mũi tăng này về lại cái đầu tiên nè thì chân kế bên này móc cho mình là mũi tăng. Bốn chân kế tiếp mỗi chân móc một mũi móc đơn. Mũi đầu tiên, mũi thứ hai, mũi thứ ba và mũi thứ tư. Còn lại một chân móc cuối cùng thì chân móc đó móc cho mình là mũi tăng ha. Sau đó đánh dấu lại vào cái chân cuối cùng. Ta sẽ hoàn tất được hàng móc thứ sáu nè thì đang móc ở mặt trái ha kết thúc hàng thì đưa kim từ dưới lên trên móc mũi dời và tiếp tục từ dưới lên trên vào chân kế tiếp móc mũi dời để bắt đầu hàng tiếp theo từ mặt trái để quay ngược đầu móc thì mình sẽ quay cùng chiều kim đồng hồ hàng móc kế tiếp sẽ là hàng thứ bảy ha hàng số lẻ cũng là hàng mà mình móc ở mặt phải của phần thân nón thì như theo công thức chân đầu và chân cuối mỗi chân móc mũi tăng các chân còn lại mỗi chân móc một mũi móc đơn. Thì ở hàng này của mình sẽ là mũi tăng 26 mũi móc đơn và mũi tăng. Sau khi kết thúc được hàng thứ 7 thì tiếp tục đến hàng thứ 8 ha. Quay ngược chiều kim đồng hồ. Hàng thứ 8 thì mình sẽ móc theo công thức như sau. Chân đầu tiên móc cho mình mũi tăng. Được mũi tăng rồi thì đánh dấu vào chân đầu tiên tiếp tục bốn chân móc kế tiếp mỗi chân móc một mũi móc đơn mũi thứ hai nè mũi thứ ba mũi thứ tư có được bốn mũi mỗi chân rồi thì các bạn tiếp tục móc cho mình vào chân móc kế tiếp mũi tăng được mũi tăng rồi chân kế tiếp móc một mũi móc đơn chân kế bên sẽ móc cho mình mũi tăng thì lúc này các bạn để ý nè, như theo công thức ha. Ở đây mình có 4 mũi. Mũi tăng nè, sau đó đến 4 mũi. Mũi tăng sau đó đến 1 mũi. Mũi tăng. Thì kế tiếp là 14 mũi mỗi chân. Mũi đầu tiên. Mũi thứ hai. Khi đã móc được 14 mũi mỗi chân rồi, chân kế tiếp các bạn sẽ móc ngược lại cho mình. Từ cái mũi tăng này nè, ngược lại về cái vị trí ban đầu ha. Thì chân kế tiếp móc cho mình mũi tăng nè. Sau đó sẽ làm một mũi móc đơn. Tiếp tục sẽ làm mũi tăng. Bốn chân móc kế tiếp mỗi chân móc một mũi móc đơn. Mũi đầu tiên. Mũi thứ hai. Mũi thứ ba. Mũi thứ tư. Còn lại một chân móc cuối cùng thì chân móc đó móc mũi tăng. ta sẽ hoàn tất được cái hàng móc này ha đánh dấu vào cái chân cuối cùng này đây là mặt trái nè thì khi kết thúc hàng đâm từ dưới lên trên vào chân kế bên móc mũi giờ để kết thúc hàng và làm tương tự để mình bắt đầu hàng tiếp theo ha khi đang móc ở mặt trái để quay ngược đầu móc thì quay cùng chiều kim đồng hồ mình sẽ móc tiếp thêm nhiều hàng móc tương tự như vậy nữa cho đến khi mình đạt được cái độ rộng của cái phần vành nón Đối với những bạn nào mà muốn tăng cho cái phần vành nón nó to hơn nè Thì ở đây trên màn hình mình đang hiển thị là công thức của hàng thứ bảy và hàng thứ 8 ha Thì các bạn sẽ để ý cho mình nè Ở những cái hàng số lẻ từ công thức hàng thứ bảy Những hàng số lẻ là những hàng mà mình móc ở mặt phải của phần thân nón ha Thì các bạn cứ móc cho mình chân đầu là mũi tăng Chân cuối là mũi tăng Các chân nằm chính giữa mỗi chân móc một mũi móc đơn và mình sẽ tăng tịnh tiến cái số mũi móc đơn lẻ mỗi chân ở chính giữa này của từng cái hàng móc số lẻ lên 8 mũi ha. Thì ví dụ như hàng thứ bảy của mình đang là 26 mũi nè, thì hàng kế tiếp sẽ là 34 mũi và nó áp dụng cho những hàng là số lẻ ha. Kế tiếp nữa sẽ là 42 mũi và nó cứ tăng dần đối với những bạn nào mà cứ tăng thêm nhiều hàng móc ha. Thì đây là công thức tăng ở cái hàng móc số lẻ. Còn đối với những hàng móc số chẵn là hàng móc mà mình móc ở mặt trái của phần thân nón ha. Thì các bạn sẽ dựa cho mình vào công thức của hàng móc thứ 8. Trên màn hình mình đang hiển thị là công thức của hàng thứ 8. Các bạn sẽ để ý cho mình cái số mũi móc đơn lẻ mỗi chân giữa những cái mũi tăng nè. Ở đây nó sẽ có 5 vị trí mà mình cần lưu ý ha. Thì đối với cái vị trí đầu tiên, vị trí thứ ba và vị trí thứ năm ở ba cái vị trí này, các bạn sẽ tăng tịnh tiến lên cho mình hai mũi. Còn hai cái vị trí mà mình đánh dấu màu vàng này thì các bạn sẽ tăng tịnh tiến lên cho mình một mũi ha, cho những hàng móc là số chẵn thì hàng thứ 8 của mình đang có công thức như thế này. Khi tăng lên hàng thứ 10, các bạn sẽ tăng cho mình ba cái vị trí mà mình đang có ở đây. Ba cái vị trí này tăng tịnh tiến lên 2, mình sẽ có được cái số mũi như thế này ha. Còn hai cái vị trí tiếp theo này, mình tăng tịnh tiến lên 1 thì ta sẽ có được công thức như thế này. Khi ghép lại thì mình sẽ hoàn tất được công thức cho cái hàng móc đó ha. Ta cứ móc thêm nhiều hàng móc như vậy, một hàng số lẻ và một hàng số chẵn nè, sao cho đến khi cái phần vành nón của mình nó có được một cái độ rộng tương thích với phần thân nón là được. Sau khi đã hoàn tất cho mình được thêm nhiều hàng móc thì lúc này cái phần vành nón của mình nó sẽ có được một cái độ rộng như thế này. Ta sẽ có được kích thước của phần vành nón ha nếu tiện thì các bạn có thể sắp xếp cho mình hàng móc cuối cùng của cái phần tăng á là hàng số chẵn để khi mà mình viền nó sẽ là hàng số lẻ là mặt phải của sản phẩm ha thì giúp cho cái phần vành nón của mình nó được đẹp hơn. Ta sẽ có được độ rộng của cái phần vành nón rồi nè và để cho cái form vành của mình khi mình đội vào nó không có bị nhão nó sẽ cứng cáp hơn thì ở đây mình có nẹp thêm một cái đoạn cước ở phần vành nón nè đây mẫu nón màu nâu của mình nó có nẹp cước ha cho cái phần vành của mình nó được cứng cáp. Thì ở đây mình sẽ sử dụng cước nhựa với 2 mm ha, nó có độ dày 2 mm. Nó vừa có cái độ cứng cáp và vừa có độ dẻo luôn nè. Thì khi mà mình nẹp vào trong phần vành nón nó sẽ giúp cho phần vành nón của mình nó được cố định hơn ha. Lúc này hàng móc tiếp theo là hàng viền, nó sẽ là hàng số lẻ ha. Thì các bạn sẽ viền cho mình từ cái điểm mà mình vừa kết thúc này qua luôn. Ta cũng đâm kim từ dưới lên trên vào chân móc kế tiếp móc mũi dời để mình móc cái hàng viền nè Quay cùng chiều kim đồng hồ ha Sau đó các bạn sẽ đưa cho mình cái đoạn cước này vào trong Và để cho cái đoạn cước của mình khi mình nẹp vào trong thân nón và mình kéo căng những cái mũi móc Nó không có bị hở những cái phần thừa của đoạn cước ở bên trong Thì cho tất cả các cái size khi các bạn móc cái hàng viền mình đều áp dụng theo công thức như sau ha Chân đầu tiên móc cho mình mũi tăng khi móc nhớ giấu luôn cho mình cả cái đoạn cước vào trong mũi móc nè. Được mũi tăng vào chân đầu tiên thì hai chân kế tiếp mỗi chân móc một mũi móc đơn. Ta có mũi đầu tiên và mũi thứ hai. Khi có được hai mũi mỗi chân rồi chân kế tiếp móc cho mình mũi tăng. Được mũi tăng rồi thì tiếp tục hai mũi móc đơn vào mỗi chân. Tức là mình cứ móc xen kẽ ha. Cứ một mũi tăng sẽ là hai mũi móc đơn mỗi chân một mũi tăng sẽ là hai mũi móc đơn mỗi chân các bạn cứ áp dụng công thức như vậy cho mình cho các chân móc còn lại cho đến cuối thì khi mà mình hoàn tất cái phần vành nón mình kéo căng cái mũi móc lên thì nó sẽ có cái độ dày giúp cho mình có thể che phủ được cái đoạn cước ở bên trong ha ta sẽ móc tương tự cho đến cuối hàng sau khi đã nẹp được cho mình đến cuối hàng theo công thức thì chân cuối cùng cũng sẽ là mũi tăng ha nó sẽ giúp cho vành nón của mình nó được cứng cáp hơn nè sau đó kết thúc đâm kim từ trên xuống dưới vào chân móc ghế bên móc một mũi dời kéo dài sợi len và cắt len cắt một đoạn vừa đủ ha đâm kim từ dưới lên trên vào chân móc ta vừa móc mũi dời kết thúc kéo sợi len ra phía sau sau đó giấu sợi len thừa vào trong các cái mũi móc các bạn sẽ canh chỉnh cho mình các cái mũi móc nè mình sẽ kéo cho các cái mũi móc của mình nó phẳng lại nó áp sát được vào với cái phần cước nè và giúp cho cái phần vành của mình nó được căng hơn. Khi mình đã canh chỉnh được cái form của cái vành ở phía trước rồi, thì ở hai cái đầu thừa của cái phần cước á, các bạn sẽ cắt đi và cắt sát cho mình với cái mép của cái phần mà mình viền đầu tiên luôn ha. Sau đó mình sẽ dùng keo chích một ít keo ở hai bên đầu để mình cố định lại được cái phần cước nó dính vào bên trong cái phần len ha. Khi mà mình sử dụng nó sẽ không có bị tuột nè thì keo mình có để trên màn hình ha các bạn có thể tham khảo cho mình một trong hai loại keo này như vậy là mình sẽ hoàn tất được một cái form nón lưỡi trai xinh xắn như thế này và để cho form nón của mình nó không có bị trống trải ở phía trước các bạn sẽ móc cho mình thêm một cái sợi dây quay ngang nè để mình đính ở phía trước của cái phần thân nón giữa phần thân với phần vành nón ha thì mình sẽ hướng dẫn cho các bạn móc cái phần này đầu tiên là tạo cho mình một nút móc và kéo len qua vòng tròn sau đó kéo sợi len dài để thành một nút từ đây móc lên một dây móc xích tùy vào tay thợ móc lỏng hay chật mà số xích nó có thể khác nhau Biển làm sao cho nó có cái độ dài nó vòng qua hai cái mép mà mình vừa dán này là được thì sai này mình sẽ móc lên tổng cộng là 35 mũi móc xích mũi thứ ba 4 5 6 7 8 9 10 sau khi có được 35 mũi ta đo vào thân nó nó sẽ có được một cái độ dài như thế này. Thì bây giờ mình sẽ móc cái phần dây này ha. Móc tiếp lên 3 mũi móc xích. Sau đó chân thứ 35 móc một mũi kép đơn. Các chân kế tiếp mỗi chân móc một mũi kép đơn cho đến cuối hàng. Sau khi đã móc được đến cuối hàng thì ở chân cuối cùng các bạn sẽ móc cho mình vào chân cuối cùng này 6 mũi kép đơn. Mũi kép đơn đầu tiên. Kép đơn thứ hai cũng vào chân móc đó ha. Kép đơn thứ ba. Mũi kép đơn thứ tư. Mũi kép đơn thứ năm. Và mũi kép đơn thứ sáu. Khi có được 6 mũi kép đơn vào cái chân móc đó rồi, di chuyển kim đến các chân đối diện bên này Mỗi chân móc một mũi kép đơn cho đến cuối hàng. Khi móc nhớ dấu sợi len thừa vào trong mũi móc nha. Móc đến cuối hàng thì chân đầu tiên ban đầu mình có móc một kép đơn rồi, tiếp tục móc vào chân cuối cùng này cho mình năm mũi kép đơn nữa ha. Mũi thứ nhất. Mũi thứ hai. Mũi thứ ba. Kép đơn thứ tư và mũi kép đơn thứ năm. Khi có được 5 mũi cộng với chân đầu tiên, ta có một kép đơn rồi là mình sẽ có được 6 mũi bằng với đầu bên này. Kết thúc đâm kim vào chân đầu tiên móc một mũi dời. Móc lên một mũi móc xích, sau đó cắt len. Giấu cho mình sợi len thừa vào trong các cái mũi móc ha. Ta sẽ có được một cái đoạn dây như thế này. Đoạn dây này các bạn có thể dùng keo nến, mình sẽ đính cố định vào bên trong thân nè, mình sẽ đính vô ra một ít ở cái phần vành nè. Sau đó các bạn sẽ dán mép sát với lại cái phần vành nón ha. Dán tương tự cho mình cho đến cái đầu bên này. Như vậy là ta sẽ hoàn tất được một cái form nón lưỡi trai xinh xắn như thế này. Hai bên mình có thể khâu thêm hai hạt nút cho cái phần thân nón của mình nó thêm xinh xắn hơn. Mẫu này mình có thể tăng giảm size áp dụng cho cả người lớn lẫn trẻ nhỏ cũng được, hoặc mình cũng có thể thay đổi màu tùy thích. Ở trên phần thân nón thì những bạn nào thích có thể trang trí cho mình những cái họa tiết nhỏ lên trên thân nón Hoặc mình cũng có thể gắn tên lên cũng được ha Công thức móc những cái chữ cái này mình cũng đã hướng dẫn ở những bài trước rồi Các bạn có thể nhấp vào phần mô tả để tham khảo ha Khi thực hiện có điểm nào không hiểu thì để lại bình luận bên dưới để mình giải đáp thắc mắc nha Chúc các bạn móc thành công